Bây giờ là 5 giờ 39 phút. Hôm nay là ngày 11 tháng 5, thứ ba. Bây giờ mình sẽ thực hành trải nghiệm thiền. Và hôm nay là sẽ đến luật hấp dẫn. Để áp dụng luật hấp dẫn thì mình sẽ áp dụng luật hấp dẫn 28 ngày thực hành lòng biết ơn của bạn Văn A Ha. Hôm nay mình sẽ thực hành ngày đầu tiên. Ngày thứ nhất. Trước đó thì mình đọc qua miêu tả chi tiết mà bạn ấy có chia sẻ ở đây. Lòng biết ơn được xem là phương pháp hiệu quả nhất khi thực hành luật hấp dẫn. Đây là phương pháp đã thay đổi hoàn toàn cuộc sống của rất nhiều người, trong đó có Văn. Bài viết này chia sẻ chi tiết cách thực hành 28 ngày biết ơn, kèm theo một số gợi ý giúp bạn dễ hiểu hơn. Phương pháp này xuất phát từ cuốn sách The Magic, phép màu của tác giả Rhonda Byrne. Nếu có điều kiện, bạn hãy mua sách tìm hiểu chi tiết cũng như của tác giả nhé. Ok, hôm nay mình sẽ thực hành ngày thứ nhất của 28 ngày áp dụng luật hấp dẫn. Ngày 1, cảm nhận hạnh phúc. Lập danh sách 10 điều bạn cảm thấy biết ơn. Hướng dẫn vào buổi sáng, viết vào sổ 10 điều bạn cảm thấy biết ơn và bản thân. Về bản thân, cơ thể, giác quan, con người, gia đình, công việc, mọi thứ xung quanh bạn, kèm theo lý do vì sao bạn biết ơn điều đó. Ví dụ, tôi thật sự may mắn hạnh phúc có ... vì sao đó. Thứ hai, tôi thật sự hạnh phúc và biết ơn cái gì đó vì. Thứ ba, từ tận đáy lòng tôi chân thành biết ơn cái gì đó vì. Và cuối cùng là cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn. Đặt tay lên trái tim, đọc lại những điều đã viết, nói lời cảm ơn và cảm nhận năng lượng của lòng biết ơn. Bạn chỉ cần chọn một trong ba ví dụ trên để ráp vào 10 điều biết ơn của bạn. Bài tập này sẽ được lặp lại trong 27 ngày tiếp theo vào mỗi buổi sáng. Theo hướng dẫn là mình sẽ làm 28 ngày liên tiếp, nhưng mà mình sẽ bắt đầu từ từ. Như mục tiêu đã đề ra, mình sẽ làm một tuần một lần, bắt đầu từ từ. Ok, bây giờ mình sẽ viết 10 điều mình cảm thấy biết ơn. Ok, 10 điều mình cảm thấy biết ơn. Đặt tay lên trái tim, đọc lại những điều đã viết, nói lời cảm ơn và cảm nhận năng lượng của lòng biết ơn. Tôi thật sự may mắn, hạnh phúc và biết ơn sức khỏe của tôi vì tôi có một cơ thể khỏe mạnh.
Tôi thật sự hạnh phúc và biết ơn gia đình, vì tôi có những người luôn yêu thương tôi. Tôi thật sự hạnh phúc và biết ơn bố mẹ tôi vì đã yêu thương tôi. Tôi thật sự hạnh phúc và biết ơn vợ tôi vì đã cho tôi một gia đình hạnh phúc. Tôi thật sự hạnh phúc và biết ơn những người đã và đang và sẽ giúp đỡ tôi. Tôi thật sự hạnh phúc và biết ơn vì tôi có công việc mà tôi yêu thích. Tôi thật sự hạnh phúc và biết ơn giây phút hiện tại này. Tôi thật sự hạnh phúc và biết ơn những bài học vì đã cho tôi những kinh nghiệm. Tôi thật sự hạnh phúc và biết ơn những điều tốt đẹp và may mắn đã đến với tôi. Và tôi thật sự hạnh phúc và biết ơn vạn vật xung quanh tôi. Cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn. Ok, hoàn thành 6 luật hấp dẫn của tuần này.